Chào mừng quý vị và các anh chị trở lại với em Trường bên Auto 62 Auto Gầm Cao Hà Nội. Có địa chỉ kinh doanh bên em là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội quý vị nhé. Và hôm nay em Trường sẽ lên sóng một chiếc xe của nhà sản xuất Ford với một mẫu xe đang rất là được nhiều người săn đón quý vị nhé. Đó là một chiếc xe Ford Everest. Với chiếc xe này là năm sản xuất 2019 và bản Titanium một cầu. Xe lăn bánh 5 vạn km full lịch sử hãng quý vị nhé. Ngoại thất màu đen và nội thất màu đen, thì mời quý vị cùng em Trường kiểm chứng chiếc xe qua màn ảnh để chúng ta đánh giá chiếc xe. Với km zin đã chạy hơn 5 vạn km một chút, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng quý vị nhé. Với nước sơn zin còn rất là nhiều thì quý vị hãy quan sát trên màn ảnh để chúng ta đánh giá chiếc xe. Một chiếc xe với ngoại thất còn rất là đều xe mà còn rất là mới quý vị ạ. Mọi góc cạnh của chiếc xe, từ mặt ga lăng hay cụm pha đèn hay những góc cạnh bên ngoài của chiếc xe này ạ. Quý vị hãy quan sát để chúng ta đánh giá và cảm nhận về chiếc xe này quý vị nhé. Cho đến từ 5 quả lốp vẫn còn dày bịch và la răng thì cả 5 quả cũng chưa bị xước sát đâu quý vị nhé. Với bản Titanium một cầu, vì vậy nên là option của chiếc xe cũng tương đối là hiện đại quý vị nhé. Tất nhiên là sẽ không bằng bản 2 cầu, nhưng với bản Titanium thì cũng đã tích hợp rất là nhiều những tính năng an toàn trên chiếc xe. Thì như quý vị đang quan sát là phần nội thất của chiếc xe, thì mọi góc cạnh bên trong nội thất thì chúng ta đang quan sát thì còn rất là đều xe mà rất là mới. Với anh chủ xe đi cũng vô cùng là giữ xe quý vị nha. Từ vô lăng, đắm số hay ghế da, màn hình hay những phím điều khiển của chiếc xe thì còn rất là đều và rất là mới quý vị nhé. Bản Titanium một cầu thì cũng chưa có cửa sổ chơi quý vị nhé. Cửa sổ chơi toàn cảnh thì chỉ bản Titanium 2 cầu thì mới có quý vị nhé. Đó, từ phía sau của chiếc xe đây ạ, quý vị quan sát thì quý vị sẽ cảm nhận về cái độ mới và cái độ giữ của anh chủ cũ của chiếc xe này quý vị nhé. Đó, trang bị cốp điện Titanium một cầu. Khoang hành lý thì rất là rộng quý vị nhé. Khi quý vị không cần dùng đến hàng ghế thứ ba thì chúng ta úp xuống thì rất là rộng rãi quý vị nhé. Đó, cho đến từ phụ kiện của chiếc xe vẫn còn theo xe, và cho đến từ lốp sơ cua hay gầm xe đã còn rất là mới quý vị nhé. Với chiếc xe chạy hơn 5 vạn km full lịch sử bảo dưỡng thì chiếc xe này đang được chào bán bên Auto 62 với một giá rất là vừa phải quý vị nhé. Chỉ hơn 800 triệu quý vị có thể sở hữu chiếc xe này là một mức giá vô cùng tốt vào thời điểm hiện tại quý vị nhé. Và ngoài chiếc này thì bên em còn một chiếc màu trắng cũng bản Titanium một cầu, năm sản xuất 2020, cũng đang chào bán bên em với mức giá chưa đến 900 triệu quý vị nhé. Và ngoài chiếc đó thì bên em còn một chiếc 2020 hai cầu Titanium đang về cửa hàng. Hẹn quý vị ngày mai em sẽ lên hình để gửi tới quý vị nha. Và ngoài chiếc đó thì bên em còn một chiếc 2022 form mới bản Titanium một cầu màu cam quý vị nha, màu cà rốt ạ. Thì bên em là chuyên kinh doanh những dòng xe gầm cao và chuyên về Everest và Santa Fe. Thì trong cửa hàng chúng em thì lúc nào cũng rất là nhiều những mặt hàng gầm cao để phục vụ quý anh chị. Nếu như quý anh chị có nhu cầu về những chiếc xe gầm cao thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Trường sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp những chiếc xe mà quý vị và các bạn đang cần quý vị nhé. Hẹn gặp lại quý vị tại Auto 62 ạ.